Dù có gọi hổ béo là khỉ đục cũng sẽ bị đánh, chồng tôi thậm chí còn không dám nói điều đó. Nhưng trong mắt King Kong, F.A.T. Tiger chính là vẻ đẹp của loài khỉ đục. Nhân vật nữ chính của King Kong tiếp theo nhất định phải là bạn. Chàng trai giàu có lấy ra 5 tấm vé vào cửa công viên giải trí, mời mọi người cùng chơi vào ngày chủ nhật. Hổ béo mừng đến mức suýt biến chồng thành kẻ cặn bã. Nhưng khi mọi người đến công viên giải trí, họ phát hiện ra điều đó là sai. Không chỉ cơ sở vật chất rất cũ kỹ, chưa có ai, người soát vé còn đáng sợ hơn, có thể khiến người ta bay xuống đất. Giám đốc đang kiểm tra vé của mọi người, một mái tóc xoăn nhỏ phớt lờ anh và chạy vào. Sau đó, hai người đàn ông cứng rắn và một ông già đến. Nobita và nhóm bạn đang đi dạo không mục đích trong công viên giải trí. Tôi thấy mọi người đều nghĩ nơi này tồi tàn, chồng vô tình làm trò đồ đồng âm. Cuối cùng chỉ có anh cười, mọi người lạnh đến mức chết cứng tại chỗ. Nhưng điều này đã truyền cảm hứng cho Fatty Blue lấy súng đùa ra. Mọi người đều có một bàn tay, chỉ kể một câu chuyện dở khóc dở cười trước khi bắn, nó sẽ trở thành sự thật. Lão hóa 30 phút, F.A.T. Tiger rất háo hức muốn thử sau khi nghe điều này, làm vòng đu quay ấn tượng hơn. Nhưng phát súng này đã mở ra một sự cô đơn, bởi vì nó hoàn toàn không phải là một trò đùa. Nobita tình nguyện bước về phía trước và biến vòng đu quay thành bánh xe đu quay la la. Mỗi cabin sẽ hát những bài hát cổ vũ, dạo này sôi động hơn rất nhiều. Chồng tôi lấy cảm hứng khi nhìn thấy tàu lượn siêu tốc, mọi người cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc máy làm bánh mì. Khi thời gian đến, những lát bánh mì sẽ bay lên trời. Sau khi trượt xuống đường ray, tôi gặp phải một đoạn nghỉ, sẽ nhảy vào một máy làm bánh mì khác và tiếp tục đẩy ra. Tiếp theo là cốc cà phê xoay biến thành cốc xoay bắp chân. Shizuka với trái tim nữ tính biến tấm bạc lò xo thành chiếc giường bánh pudding mềm mại, không biết có ăn được không. Chồng tôi biến trò nhảy bung dơ thành trò nhảy bung dơ của khỉ đột. Kết quả là tôi chẳng những không dám nói lời này trước mặt hổ béo, tôi cũng quên đi nỗi sợ độ cao của mình. Cuối cùng sau khi hồi phục, mọi người lên xích đu. Fatty Blue biến nó thành một chiếc xích đu màu hạt dẻ. F.A.T. Tiger đã xác minh rằng món này thực sự có thể ăn được. Fatty Blue đang lái chiếc xe dâu tây do Shizuka gợi ý. Sau khi bị nhóm người đó vượt qua, vô lăng đang gặp trục trặc. May mắn thay, đó là một người lái xe có kinh nghiệm, cuối cùng không lật đổ. Nobita phát hiện ra ông già vừa rồi bị bạn đồng hành bỏ lại. Ông luôn kính trọng người già và yêu trẻ. Một phát súng đã biến chiếc nạn thành cây gậy tuyệt vời. Thật tuyệt vời khi tôi có thể đưa ông già lên thiên đường cùng mình. Đã đến ngôi nhà ma ám, bên trong tồi tàn như mọi người nghĩ, không đáng sợ chút nào. Tất nhiên là ngoại trừ Nobita, Franken ngốc nghếch và quái vật nhạc rất đơ rôn đã làm mọi người cười. Nobita sợ chết khiếp, Shizuka thậm chí còn nghĩ các ba và xác ướp rất dễ thương. Nobita vẫn hèn nhát. F.A.T. Tiger gợi lên món sushi ma nhỏ và dưa chuột ma cà rồng. Không ngờ Nobita lại không sợ hai người này. Vậy là F.A.T. Tiger đã biến King Kong thành kép King Kong. Nó giãn nở nhanh chóng như thể đã được ngâm nước, vừa phá hủy toàn bộ ngôi nhà ma ám. Mọi người đều chạy trốn mạng sống của mình như điên và đi vào ngõ cụt. Tâm trí của F.A.T. Tiger bây giờ chứa đầy tảo bẹ. Vào thời điểm quan trọng, cuối cùng đã nghĩ đến việc biến nó thành Happy King Kong. Vừa rồi dữ dội quá, đột nhiên anh ta biến thành một kẻ ngốc và bắt đầu nhảy điệu nhảy trong biển. F.A.T. Tiger vẫn chưa có thời gian để vui vẻ, anh bị King Kong bắt và đưa lên đỉnh tháp. Đây có phải là sự tôn vinh nhịp điệu của một cảnh nổi tiếng? May mắn thay, thời gian hết hạn đang đến. King Kong biến trở lại hình dạng ban đầu, hổ béo treo cành đông nam, đạo diễn lại xuất hiện như ma. Anh ấy nghĩ mọi người sẽ thất vọng với công viên giải trí vì không có khách, vậy là ngày mai anh ấy sẽ đóng cửa. Mái tóc xoăn nhỏ đứng dậy, anh ấy hy vọng công viên giải trí vẫn có thể mở cửa, nhưng hiệu trưởng thực sự không có tiền. Nhưng tiền không phải là vấn đề với tóc xoăn, bởi vì anh là hoàng tử thế hệ thứ 15 của vương quốc Dốc. Sang trọng hai, có một người cha giàu có, không có gì một cuộc điện thoại không thể giải quyết được. Khu vui chơi giải trí có thể mở cửa trở lại. Dưới ánh hoàng hôn, mọi người đều có một kết thúc có hậu, hạnh phúc lên đường về nhà. Nhưng Nobita luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Vậy các bạn có biết còn thiếu gì không? F.A.T. Tiger có thể có những suy nghĩ xấu gì? Nhiều nhất là nó được mang đến cho mọi người trải nghiệm hòa nhạc 3 ngày 3 đêm. Đối mặt với sự lựa chọn nghe nhạc hoặc bị đánh, bạn bè của tôi sẽ lựa chọn như thế nào? Dù cho Fatty Blue có dạy tôi từng bước một, sau khi Nobita đi giày trượt vẫn như không thể ngừng ăn xương mai, đón một người đàn ông béo nặng 250 pounds, dùng lợi thế về trọng lượng của mình để đập nát cánh cửa. Thực sự là 3 ngày không chiến đấu, viên tuyến tiền liệt ít, nhưng chúng ta vẫn không thể chơi bên ngoài. Lan béo vừa đặt đầu cấp 3 lên đầu Nobita, tôi bị một tên gangster đua xe la mắng, cũng đi kèm với gói khí thải. Hai người suýt nghẹn ngào và phải sang chơi với Shizuka. Một vị khách đến nhà Shizuka không tốt để giải trí cho Nobita. Người chồng đi ngang qua đề nghị ra bãi đất trống để chơi bóng né, nhưng hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Toàn bộ không gian mở đã trở thành nơi chất đống vật liệu xây dựng, không còn ai phải chơi nữa. Nobita, người chỉ có thể về nhà và ăn đồ ăn nhẹ. Càng nghĩ về điều đó càng tức giận hơn. Anh ấy muốn một thị trấn chỉ dành cho riêng mình. Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không bị làm phiền. Không ngờ Lan béo lại biến khoái cảm bằng miệng của mình thành hiện thực. Nó lấy ra một máy ảnh tạo mô hình tức thì, đã chụp ảnh ngôi nhà, tạo một phiên bản mini của mô hình. Đó là một bản sao một một từ trong ra ngoài. Nhưng nó không phải chỉ là một món đồ chơi sao? Tôi lại thấy Fatty Blue lấy ra Gulliver's Tunnel. Khoan từ đầu lớn, Fatty Blue đã trở nên nhỏ hơn. Điều này sẽ cho phép bạn vào mô hình ngôi nhà. Nobita và Lan béo mang máy ảnh ra phố thương mại để tìm tư liệu. Đầu tiên tôi chụp ảnh hiệu sách, những gì rơi ra từ đó đều là truyện tranh có thể đọc được. Tương tự như vậy, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn trong tiệm bánh. Nobita cao hứng thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã chụp ảnh rất nhiều tòa nhà khác nhau, nhưng có một thứ gọi là trường học, hiển nhiên là nó sẽ không xuất hiện trong từ điển của Nobita. Mang mẫu về nhà, Nobita và béo Lan bắt đầu quy hoạch thị trấn. Sau khi hoàn thành, Nobita mỉm cười đến với những người bạn đang chán nản vì không có nơi nào để đi, nói với họ một cách mạnh mẽ là một người đàn ông có một thị trấn có nghĩa là gì. Những người bạn theo Nobita đến nhà cậu với vẻ nghi ngờ, bị dụ dỗ vào đường hầm Gulliver, trải nghiệm điều gì đó có nghĩa là gì. Lúc đầu anh ấy rất hẹp hòi, nhưng anh ấy có thể hiểu được mọi người. Sau khi đi được hàng chục bước, tôi chợt ngộ ra, ở nơi này, Fatty Blue có thể mở bụng và ăn Dorayaki, bạn cũng có thể lấy các mô hình đồ chơi nếu muốn. Nobita cuối cùng cũng có thể chơi giày trượt thỏa thích, thật đáng tiếc là kỹ năng của anh ấy vẫn còn yếu. Bạn thậm chí có thể xem video về anh chàng đầy nghị lực, bởi vì tất cả các dòng TV đã được khôi phục. Thêm nhiều bạn bè đến thị trấn, các chàng trai tụ tập tại sân chơi bowling, không ngờ Lam béo không có ngón tay lại là cao thủ. Các cô gái đều chơi phiên bản đời thực của Miracle Nuanu, ai không phải là một nàng tiên nhỏ. Hai người lần lượt bước ra
ra khỏi hiệu sách, giải thích ý nghĩa của việc trở thành học sinh giỏi và học sinh kém. Một người trong số họ cầm một cuốn sách minh họa khoa học, người kia chuyển một đống truyện tranh, thưởng thức Dorayaki và truyện tranh. Lan Béo và Nobita quyết định đặt tên thị trấn là Thiên Đường của Nobita, nhưng thiên đường đã sớm thay đổi. Giấc mơ tắm sữa của Shizuka vừa thành hiện thực, đột nhiên mặt đất rung chuyển bên ngoài. Nobita và Patty Lang cũng choáng váng, phát hiện tòa nhà khổng lồ kỳ lạ ngoài cửa sổ. Hóa ra đây là việc tốt do FAT Tiger làm, anh ấy sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc tại mái vòm, ai dám không đi. Sau đó giao bóng bằng nắm đấm của bạn. Hơn nữa, buổi hòa nhạc này sẽ kéo dài trọn 3 ngày, miễn là nó không bị hỏng ở đây. Cho dù thiên vương tới, ta cũng không ngăn cản được Hổ Béo. Thật tiếc vì đây là lá cờ. Vừa dứt lời, mái vòm đã bị giẫm nát thành từng mảnh. Mẹ Nobita bước lên và cuốn cô bé. Thiên đường Nobita bị phá hủy trong tích tắc. Mọi người chạy ra khỏi đường hầm như thể đang chạy trốn mạng sống của mình. Thiên đường Nobita đã hoàn toàn biến thành đống rác. Ước mơ của FAT Tiger không còn có thể thực hiện được nữa. Chắc chồng tôi lúc này mới là khách thích hợp. Tất nhiên kết quả là một trận đòn từ Fatty. Thấy tàn tích của Nobita Paradise đã trở thành nơi xây dựng phòng chứa đồ, Nobita chỉ muốn Lan Béo lấy dụng cụ ra để dọn dẹp. Đây không phải là tạo ra thứ gì đó từ hư vô sao? Nhìn bộ dạng đáng thương của béo xanh bị rác quật ngã, bạn có thể giúp nó nghĩ ra đạo cụ nào nó có thể sử dụng không? Một chiếc tàu ngầm thủ công trị giá 10 nhân dân tệ có thể tuyệt vời đến mức nào? Không chỉ ở vùng núi sâu không có biển, ngắm cá nước sâu ở cự ly gần, cũng có thể xem con người như quái vật của biển sâu. Cuộc tấn công chế nhạo thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, quay hàng đồ cũ này lại có một sai sót chết người. Ngày đó Nobita có một giấc mơ 20.000 dặm dưới đáy biển. Không ngờ con cá mập và con cá mập mặt áp phích, nó khiến anh sợ hãi quay trở lại thực tế. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy một chiếc phong bì khổng lồ nhảy dù vào nhà mình. Theo Cialdora, đây chính là hình thức bán hàng tận nhà của tương lai. Nó sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm kỳ lạ khác nhau trong các cửa hàng trong tương lai. Và tình cờ có một chiếc tàu ngầm biển sâu bên trong. Nobita cho rằng đây là giấc mơ được một chiếc tàu ngầm giao phó cho cậu. Hãy để anh ấy mua sắm điên cuồng. Tiếc là thứ này còn đắt hơn một mục tiêu nhỏ. Nó dọa Nobita ra khỏi gói biểu tượng cảm xúc. Nhưng anh liếc sang một bên. Tôi thực sự đã tìm thấy một món hàng trên đường phố trị giá 10 nhân dân tệ. Dù đây chỉ là mẫu vỏ giấy, nhưng Nobita vẫn dùng đến cách cầu xin mèo bẩn thỉu nhất. Buộc Cialdora phải đặt hàng. Đơn hàng vừa được chuyển đi, Nobita đã bị người đưa thư đến đập nát xác một nam thanh niên chỉ trong vài giây. Và hàng hóa ở gian hàng này khá lớn. Nó lớn đến mức hai người làm cái này trước rồi cái kia, hoàn thành công việc trong vòng chưa đầy 3 giây. Chiếc tàu ngầm này đơn giản là một sự lãng phí tiền bạc. Bạn có thể tăng gấp đôi khoản đầu tư của mình chỉ bằng cách bán vỏ giấy vụn. Rồi cô bé Dora lấy chiếc đèn thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ chiếc tàu ngầm, cậu dẫn Nobita tới ngọn núi phía sau. Và đây sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình lặn biển sâu của họ. Nobita tấn công con cá mập chỉ bằng một chiêu và đẩy bé Dora vào trong. Sau đó đóng cửa lại. Thế giới bên ngoài bằng cách nào đó đã trở thành cảm giác của biển. Và hành trình biển sâu của hai người đã chính thức bắt đầu. Tôi nhìn thấy chiếc tàu ngầm đang lặn dưới nước, đưa họ trải nghiệm 20.000 dặm dưới biển. Đừng nhìn cá san hô bên ngoài, nhưng chỉ cần nhấn nút bên cạnh cửa sổ, sẽ chuyển về thế giới thực bên ngoài. Ví dụ, con sứa biển sâu dài 40m này, thực ra đó là một quả bóng bay khỏi nhà. Một ví dụ khác là loài gián biển sâu khổng lồ này, thực ra nó là một chiếc lốc công viên. Nhìn thấy bầu không khí gần như đã bị chính mình phá hỏng, Nobita quyết định trở lại làm tài xế già, hướng về biển sâu. Họ phát hiện ra một di tích cổ ở đây, quyết định khám phá nó như thể nó là Atlantis. Không ngờ ngay khi vào thành phố, tôi đã phát hiện ra kho báu của N mục tiêu nhỏ. May mắn thay, Nobita đã không bỏ lỡ. Nếu không, bạn sẽ trở thành người thu gom giải rác. Sau đó họ tìm thấy một nàng tiên cá, nhìn cô ấy bước vào đống đổ nát và để cánh cửa hé mở. Thế là hai người họ đã sử dụng kỹ thuật xuyên tường, đã vào trong phòng, mơ thấy suối nước nóng biển sâu. Sau khi tiếp tục xuyên qua bức tường, tôi lại phát hiện ra nàng tiên cá. Không ngờ nàng tiên cá lại không nói nhiều, chỉ cần đứng yên tại chỗ và thực hiện chiêu cuối của bạn, gần như đã khôi phục một chiếc tàu ngầm không thấm nước về trạng thái hiện trường của nó. Hai người trốn thoát đã nhìn thấy hải tuyết. Theo bé Dora, đây là những sinh vật phù du sống ở biển, thực chất là mẹ hổ chơi game. Chiếc chăn bông mà Hổ Béo chưa bao giờ giặt kể từ khi sinh ra, mùi chua chua và hôi thối, thật tuyệt vời. Sau đó Nobita gặp phải một ngọn núi lửa dưới nước, họ sợ hãi đến mức đá xuống sàn và đổ dầu ra sàn. Tình cờ gặp hai chú cá ngốc nghếch, đặc điểm khuôn mặt này gần như có chữ chồng hổ được viết trên đó. Tục ngữ có câu đường hẹp gặp nhau, hai người sẽ chết. Nobita lên đường và trở thành vua mà không nói một lời, chế nhạo hai người một cách điên cuồng qua cửa sổ. Sau đó đá sàn dầu rồi trực tiếp bỏ chạy. Nhưng FAT Tiger không phải là ninja, đánh tàu ngầm là làn sóng xuất ngoại. Thấy các cửa sổ đều đóng kín, Nobita nhanh chóng bỏ chạy. Không ngờ FAT Tiger lại kéo trọng tải chỉ bằng một chiêu, cộng với lực kéo mạnh, trong khi đập mình vào xác một chàng trai trẻ. Nó cũng khiến tàu ngầm mất kiểm soát hoàn toàn. Anh ta sắp rơi vào núi lửa và biến thành món nướng. Nobita nhanh chóng bay lên mặt nước trong trường hợp khẩn cấp. Tôi tưởng mình đã thoát khỏi làn sóng thương tích chí mạng này, nhưng điều bất ngờ đã đến như mong đợi. Do bị cắt xén trong quá trình sản xuất, bản điều khiển đã bị hỏng. Chiếc tàu ngầm nổi cũng quay 180 độ, hướng tới núi lửa là một làn sóng chết chóc. Chiếc tàu ngầm lập tức biến thành khung cảnh tiệc nướng. Dù cả hai đã trốn thoát, nhưng vì đã đập phá bữa tiệc barbecue của cặp đôi, mối nguy hiểm thực sự được ước tính sẽ bắt đầu từ thời điểm này. Hãy nói về tình trạng mại dâm tự do cao nhất. Bạn phải nhìn cậu học sinh tiểu học đã sống được 30 năm này. Bởi vì anh ấy dựa vào máy đặt chỗ trong tương lai, không chỉ có chỗ ngồi miễn phí trên xe, bạn cũng có thể xem phim và ngồi ở giữa. Tôi đoán gì chiến đấu sẽ gọi cô ấy là chuyên gia sau khi nhìn thấy nó.
Vào ngày này, đoạn giới thiệu phim hành động của anh Gui đang chiếu trên TV. Nobita muốn đi xem, nhưng bạn không cần phải đặt trước một bộ phim nổi tiếng như thế này. Bạn không thể có được một tấm vé nào cả. Bố đề nghị đợi nửa năm rồi xem trực tuyến. Vì thế Nobita không còn cách nào khác là biến sự thèm ăn của mình thành động lực, chuẩn bị trọng thức ăn cho mèo Doraemon. Nhưng anh ta đã sử dụng 18 loại vũ khí, một miếng cặn bã cũng không thể đưa vào miệng. Cô bé Dora đứng phía sau xem anh biểu diễn. Tôi không còn cách nào khác ngoài tiết lộ bí mật của Doraemon. Hóa ra anh ấy đã thêm bước đặt chỗ cho Doraemon. Chỉ có anh mới có thể ăn nó. Nói cách khác, chỉ cần viết những gì bạn muốn làm vào thẻ, dù chúa có đến cũng không thể can thiệp. Nghe vậy, Nobita rất vui mừng, vì bằng cách này tôi có thể xem phim hành động của anh trai. Thế là anh viết thiệp hẹn mà không nói gì. Tôi đã đặt trước hai ghế đặc biệt cho buổi diễn lúc 3 giờ chiều hôm nay và báo tin vui cho bố. Bố tưởng bố có vấn đề về tâm thần, nhưng Nobita đã thề bằng mạng sống của Shizuka. Suy cho cùng, hầu hết các tập phim anh đều bị lừa bởi đạo cụ cũ của Xiao Dora. Tôi không dám thề với chính mình, vì thế Xiao Dora đề nghị anh ấy thử máy ngay bây giờ. Đúng lúc đó Ancien đến giao truyện tranh, hổ béo vừa tình cờ đi ngang qua, tôi đã mượn nó vô thời hạn, người bình thường ai có thể chịu đựng được điều này. Thế là Dacian bắt đầu viết thiệp đặt truyện tranh. Một giây tiếp theo, F.A.T. Tiger trực tiếp gõ cửa, khóc và trả lại truyện tranh cho Nobita. Vì vậy, Dacian đã xuất hiện trong giây lát. Tôi đã đặt trước những con tem có số lượng giới hạn mà tôi thậm chí không thể có được nếu mua thay mặt người khác, chuẩn bị thể hiện như điên và hẹn bạn bè ngồi ở nhà chờ được khoe. Nhưng vợ chồng hổ vừa nhận được tín hiệu, bố rủ Nobita ra ngoài xem phim. Dù nhà ga đông đúc người, nhưng Dacian nói rằng anh ấy đã sắp xếp rồi, vì anh đã đặt trước hai ghế trống trên xe. Ngay cả nhà hàng nổi tiếng trong chuyến trở về cũng đã được đặt trước. Sau khi cả hai đến rạp chiếu phim, việc bạn có bị mắng vì chen ngang hàng hay không không quan trọng. Vào thẳng kênh VIP, ngồi ở ghế C của rạp chiếu phim, trải nghiệm xem phim VIP đỉnh cao. Tuy nhiên, Nobita suốt ngày vui chơi ở thành phố vẫn chưa về đến nhà. Cô bé Dora đã phát ra cảnh báo đỏ, bởi vì Nobita hoàn toàn quên mất cái hẹn để Torafu ở nhà. F.A.T. Tiger thậm chí còn nói rằng ngày mai sẽ biến anh ta thành một kẻ cặn bã. Sau đó câu hỏi đến, Nobita có cần đặt trước phòng ICU không? Mặc dù có thể nói chiếc máy đặt chỗ này là sản phẩm của hoạt động mại dâm tự do, nhưng Shikama vẫn muốn nói với mọi người, không có những điều như một bữa ăn trưa miễn phí, mọi người vẫn cần phải củng cố bản thân, tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ. Máy kém thế, cứ để Shikam cho mọi người sử dụng. Cậu bé chống nàng đứng ở ngã ba đường, những điều trên thực sự cho thấy tương lai sau khi chọn một ngã ba khác trên đường. Cậu bé đã vượt qua chỗ dựa rất phổ biến này, đã tìm thấy con đường phát triển của riêng mình. Vào ngày này, Nobita bỏ trốn như tổ ong bắp cày, chỉ để tránh xa người đàn ông của đời mình. Anh chọn rẽ trái ở ngã ba đường, và vận may hôm nay của anh còn tệ hơn cả việc trúng được 5 triệu. Anh ấy thực sự đã gửi mình trực tiếp đến người đàn ông, nhưng F.A.T. Tiger vẫn chưa bắt đầu. Nobita biến mất trong nháy mắt. Khi trở về nhà, anh thấy lịch sử của những người nổi tiếng trở nên nổi tiếng. Người nổi tiếng tên Umeka Kuko, anh ta là vua quyền Anh với sức mạnh chỉ đứng sau Yushimin. Và lý do tại sao anh ấy đạt được những gì anh ấy có được ngày hôm nay, tất cả phụ thuộc vào một cơ hội trong quá khứ. Anh từng là con phố ở phía nam thành phố và phía bắc, tìm ra ai là chiến binh đường phố của bố. Trên đường về nhà, anh vô tình gặp phải một ngã ba đường, tình cờ tôi chọn đi qua cây cầu tối, và cứu được người chú bị cướp, có lẽ để trả ơn, hoặc có thể là do sức mạnh của anh đã được công nhận. Chú là chủ tịch câu lạc bộ quyền Anh, đưa một cành ô liu cho Kuji, hãy để anh ấy trở thành huyền thoại cho một thế hệ. Vì thế trên đường đời ngã ba, sự lựa chọn trở nên đặc biệt quan trọng, và Nobita hôm nay đã chọn sai con đường chính là vì cậu đã chọn sai con đường. Lúc đó bạn mới gặp F.A.T. Tiger ở góc đường, để giảm tỷ lệ chấp nhận lỗi ở ngã ba đường. Nobita biến thành cậu bé dễ thương trong vài giây với hy vọng bán được miễn phí những đạo cụ dễ thương của mình. Cô bé Dora không còn cách nào khác là phải lấy nó ra. Máy xác nhận tuyến đường có thể dự đoán tương lai của những con đường chia nhánh. Ví dụ như anh ấy chọn con mèo nhảy ra khỏi cửa sổ, một vụ va chạm ở độ cao giữa mèo và chim sẽ xảy ra. Thế là anh dứt khoát từ bỏ con đường bình thường này. Thay vào đó hãy đi xuống cầu thang, tôi sẽ gặp mẹ tôi đang ăn một mình trong bếp. Nhân tiện, bạn cũng có thể nếm thử khẩu phần thức ăn thừa mà mẹ tôi đã ăn. Mặc dù chỗ dựa này không phải là hướng dẫn toàn diện về cuộc sống tuyệt vời, nhưng Nobita đã quyết định sử dụng nó để tăng tỷ lệ sống sót của mình. Ngay khi anh ấy chuẩn bị ra ngoài và phê thuốc, Shizuka đã gọi. Anh ấy nói chân anh ấy bị đau và muốn anh ấy xoa bóp giúp. Thế là Nobita chỉ đường mà không nói gì về siêu hình học. Đầu tiên anh chọn đi ra ngoài và rẽ phải, kết quả là anh ta rơi xuống mương bốc mùi hôi thối. Sau đó chọn nhìn và rẽ trái, kết quả giống nhau đến bất ngờ. Mặc dù siêu hình học cho rằng hôm nay đi chơi sẽ mang lại điều xui xẻo, nhưng Shizuka vẫn đợi Nobita xoa chân. Vì vậy Dacian đã làm việc từng bước một. Tôi đã tránh được con mương bằng cách dựa vào chuyển động quyến rũ của mình. Không ngờ ông người cá mập tấn công lén lút, anh hùng chủ chốt vẫn chưa lóe lên. Kết quả là tương lai mà máy tìm đường dự đoán đã trở thành hiện thực. Sau khi sống sót đến ngã tư tiếp theo, Nobita tiếp tục hỏi đường. Nếu rẽ trái sẽ gặp một người đàn ông đầu trọc, hỏi anh ta đường đến nhà Shikam.
và hy vọng anh ấy có thể giúp dẫn đường. Cái này giống bắt cóc trẻ em. Thế là Nobita quyết định rẽ phải. Rốt cuộc tôi đoán sai rồi, chú không tìm được đường thôi. Nếu suy đoán này là đúng, anh ta sẽ không có đường sống sót. Nhưng điều anh không ngờ tới là điểm cuối của việc rẽ phải là va vào thầy, và lời thầy là sự tra tấn tâm hồn. Tôi không hiểu tại sao một kẻ cặn bã có thể bỏ qua việc học của mình. Cái nạn bên ngoài đang giả vờ tàn tật, nếu đại hùng không có tinh thần vững vàng. Lúc này, tôi đã bị mắng và phải về nhà làm bài tập. Bây giờ Nobita đã hối hận vì lựa chọn rẽ phải của mình. Thế là Dora bé nhỏ chơi đoạn kết rẽ trái. Trong ảnh, Nobita không chỉ đưa mọi người đến nơi an toàn, anh ta còn bị thầy giáo bắt quả tang và phong danh hiệu giúp đỡ người khác. Thế là Nobita rẽ trái mà không nói một lời. Tôi bắt kịp người chú đã đến nhà Shikam. Bác cũng cạn lời, tôi lo cậu bé này uống quá nhiều sữa hết hạn, vấn đề về thần kinh. Nhưng khi Nobita quyết định đến gặp thầy để xin tín chỉ, giáo viên thực sự đã ghi hai bàn và bắt đầu gầm lên toàn cấp. Chỉ sau đó anh ấy mới học được. Kết quả đã thay đổi vào thời điểm đưa ra lựa chọn. Lúc này, con đường từ nhà Shizuka chỉ còn một ngã ba. Nhưng nếu rẽ phải, bạn sẽ bị quái vật tấn công. Rẽ trái và bạn sẽ gặp lại ác quỷ tối thượng. Dù sao đi nữa, bạn sẽ phải trả giá bằng nửa cuộc đời. Tôi chỉ muốn xoa chân cho cô gái của tôi. Tại sao việc tìm kiếm kinh điển Phật giáo từ phương Tây lại khó khăn hơn? Nhưng Nobita đã quên, cuộc đời không ai suôn sẻ mãi mãi, ngay cả loại chống gian lận này cũng chỉ có thể làm giảm tỷ lệ chấp nhận lỗi. Và mọi người thành công trước khi trở nên nổi tiếng, sẽ gặp đủ loại khó khăn và trở ngại, chỉ có vượt qua khó khăn mới có thể tiến tới chiến thắng. Những lời này giống như một tia sáng trong bóng tối, củng cố quyết tâm giúp em gái xoa chân của Nobita, cho dù con đường này có dẫn đến không trở lại, không có gì có thể ngăn cản anh ta tiến về phía trước. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu. Chúc mọi người lễ tình nhân vào ngày 20 tháng 5 vui vẻ. Có bao nhiêu người còn nhớ những ước mơ tuổi thơ của mình? Mong con sẽ thành công là mục tiêu chung của các bậc cha mẹ hiện đại. Nhưng bố Sion đã từ bỏ vấn đề này. Nếu không có sức mạnh đó thì vẫn phải chia tay Nobita. Lý tưởng của con cái người khác là phi hành gia hoặc nhà khoa học. Một lần nữa, chỉ chơi đội tuyển bóng đá Nam Trung Quốc. Nhưng Nobita lại có một tâm trí kỳ lạ. Muốn làm vua nhí, toàn bộ con mèo của bé Dora không được khỏe. Chẳng phải tôi đã đồng ý trở thành một người giàu có sao? Liệu bạn có thể đạt được sự tự do với món Doreki của riêng mình trong tương lai không? Và việc học không có gì sai cả nên bạn phải học từ F.A.T. Tiger. Nhưng ngay cả người lớn cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền lực. Chưa kể Nobita có IQ không lên mạng quanh năm. Hổ béo ra lệnh, tất cả bạn bè của tôi đều ở đây để quyết định nên chơi trò chơi nào tiếp theo. Kết quả là mọi người thực sự lầm tưởng rằng F.A.T. Tiger là người nói nhiều. Không ngờ F.A.T. Tiger chỉ nói một câu, vật sumo. Chỉ có Nobita quyết định đập vỡ chiếc bình và vứt đi. Nhưng F.A.T. Tiger chỉ dùng một cái nhìn. F.A.T. Tiger quyết định giải thưởng cho giải đấu sumo F.A.T. Tiger Cup này. Tôi sẽ lấy nó từ kho bạc nhỏ của mọi người. Nhưng bé Dora lại cho rằng kiếp kiên chỉ phù hợp với trẻ em. Không lý tưởng, nhưng đại hùng có thể trở thành vua trẻ con vào thời điểm này. Đó không còn là Nobita nữa. Nghĩ về người đàn ông cao 1,8m, đi nghiêng trong háng dài 1,2m. Cô bé Dora nói rằng cô ấy mệt mỏi, nhưng bạn vẫn phải chiều chuộng con mình. Thấy phấn khởi nên cậu quyết định giúp đỡ Nobita thêm một lần nữa. Bước đầu tiên để trở thành vua của trẻ em, chỉ cần ăn uống đủ, ngủ ngon và cảm thấy tê dại. Cho đến 2 giờ sáng, cô bé Dora cuối cùng cũng đánh thức Nobita, bắt đầu thực hiện kế hoạch vua trẻ em. Sau khi cả hai đến không gian rộng mở, cô bé Dora lấy ra chuông gió trong mơ, đặt sao cho chỉ trẻ em khoảng 10 tuổi mới nghe được. Khoảnh khắc chuông gió treo trên cây, tiếng chuông lan khắp thị trấn. Giây tiếp theo, bọn trẻ giả làm xác chết và xuống đường. Phải nói là đạo cụ này hơi điên rồ, vì nó có thể tự do điều khiển người đang ngủ làm bất cứ việc gì. Nobita bắt chước hổ béo và ra lệnh, tôi đã trải nghiệm niềm vui khi F.A.T. Tiger trở thành vua của trẻ em. Nhưng tiếng ngáy đột ngột trong đám đông làm cho Nobita cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Không nói một lời, anh ta bế con hổ béo lên. Kết quả là giây tiếp theo, anh sắp được F.A.T. Tiger cứu và thăng thiên. Hai người cài số thứ 5, đạp dầu sàn rồi chuẩn bị lái xe đi. Nhưng chất lượng giấc ngủ của F.A.T. Tiger khá cao. Giây tiếp theo tôi lại đến gặp chú công. Chỉ khi đó Nobita, người vẫn còn sống, mới có cơ hội tiếp tục ước mơ trở thành vua của những đứa trẻ. Nobita muốn hỏi mọi người nghĩ gì về trò chơi. Nhưng dù có ngủ quên thì mọi người cũng chỉ dám đấu vật sumo. Nhưng bé Dora nghĩ trò chơi này khả thi, bởi vì không phải là tôi không thể đánh bại anh ta và nhắm mắt lại sẽ bị mù phải không? Nobita yêu cầu mọi người về nhà và nhận giải thưởng. Tôi tưởng làn sóng máu này sẽ kiếm được lợi nhuận. Thật bất ngờ, giải thưởng của mọi người hoàn toàn coi Nobita như một thùng rác tái chế. Trò chơi chính thức bắt đầu. Trò chơi đầu tiên do Nobita chơi mỗi ngày là một trò lừa nhỏ, đấu tranh chống trận sức chiến đấu trong thế giới truyện tranh thiếu nhi. Nobita nghĩ cuộc đọ sức này không có gì hồi hộp cả, nó phải dễ dàng để xử lý. Không ngờ hổ béo lại xuất phát bằng 3 lòng bàn tay. Sau 99-81 lòng bàn tay, Nobita đã chết và không thể chết nữa. Không thể đánh bại một người đàn ông béo 200 pound. Không phải là anh ấy không thể đánh bại một cậu bé cao 1,2m phải không? Cho nên đại hùng vui vẻ quỳ xuống 10 lần liên tục. Lúc này chỉ còn lại Shizuka, người đang luyện tập Iron Senpan. Trên sân, Nobita không nói nhiều lời tàn nhẫn. Để giữ thể diện, anh ta thậm chí còn đánh đập các cô gái. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Không ngờ Shizuka yếu đuối cũng là kẻ lừa đảo. Vì khuôn mặt vô giá trị của Nobita, cô bé Dora dùng kho báu của mình để mua Haru. Hãy để anh ấy thua Nobita trong trò chơi. Vì vậy, cuộc đối đầu có thể mở ra một sự đảo ngược.
tôi thấy Nobita ngã phịch xuống đất. Một lần nữa, một chiến thắng vững chắc đã đạt được. Chiến trường hỗn loạn, có người mừng rỡ nhắc đến thất bại hoàn toàn. Trên đường tới trường vào ngày hôm sau, Nobita nghe nói đêm qua mọi người đều có giấc mơ giống nhau. Vậy có ai biết giấc mơ đó là gì không? Dù Nobita không thể trở thành vua trẻ con, có lẽ sẽ có chút tiếc nuối, nhưng anh ấy có chúng ta ở bên ngoài chiều thứ hai, tình bạn không thể chạm tới. Chính vì sự tồn tại của Doraemon, điều này khiến cuộc sống bất hạnh của Nobita thêm nhiều màu sắc. Mọi người thường hỏi, bạn có bao dung với con cái khi lớn lên không? Khi còn nhỏ chúng ta đã không hiểu, nghĩ rằng bạn không thể ảnh hưởng đến con cái của bạn, thay vào đó, hãy để nó phát triển tự do với thái độ gần như bao dung. Nhưng khi chúng ta trở thành cha mẹ, xiềng xích của cha mẹ từng mong con thành đạt, chúng tôi chưa bao giờ quên quỹ từ thiện và trả lại cho con cái mình. Cha của Nobita cũng không thể thoát khỏi xiềng xích của phàm trần, anh ấy sử dụng cảm giác ưu việt của người lớn. Tôi mong Nobita sẽ không bỏ cuộc trước dòng chảy thời gian. Đúng hơn, chỉ bằng cách vượt qua cùng một con thuyền với cha tôi mới có thể trở thành bậc thầy. Nhưng lời dạy tha thiết của người lớn, nhưng nó như một cái gai nhọn đâm vào trái tim Nobita. Dù cuối cùng con người sẽ trút bỏ bộ quần áo non nớt và trưởng thành, gặp gỡ tương lai với thái độ sắc bén, có thể sinh ra để lớn lên. Đó là một quá trình lâu dài và lớn lao, để giữ lại ánh sáng mà tôi đã có khi còn nhỏ. Nobita đi theo tiếng nói nội tâm và muốn bỏ nhà đi. Tuy nhiên vào lúc này, cậu bé bước ra từ cổ máy thời gian. Cậu là kết quả tương lai của tình yêu Nobita và Shizuka, Nobita Yusuke. Nhưng hai người không hiểu nhau lại ở bên nhau, nó sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho bên kia một cách vô ích. Yusuke phàn nàn không thương tiếc rằng Nobita tương lai là người bướng bỉnh và cổ hủ. Nhưng những lời nói ấy như vết thương không thể lành lại. Nó chích Nobita, bởi anh từng truyền cảm hứng để trở thành một người cha hiểu biết. Dù bạn không thể nổi bật trong những năm tháng thoáng qua, ít nhất tôi sẽ không quên sự dịu dàng của những ngày đó. Nhưng lý tưởng và hiện thực thường đi ngược chiều nhau. Nobita tương lai cuối cùng cũng phải sống cuộc sống mà cậu ghét nhất. Anh hy vọng Yusuke có thể quay trở lại tương lai, có thể phát triển theo thời đại. Đức kính người già, thương trẻ đang dần bị lãng quên. Và Yusuke cũng dựa vào sức mạnh của chính mình, buộc phải ở lại đây. Sau đó cậu ấy nói về những gì cậu ấy học được từ Nobita tương lai. Tôi đã nghe về tuổi thơ Nobita. Theo truyền thuyết, khi còn nhỏ, Nobita là một người có tính cách điềm tĩnh và học tập, và điểm số của anh ấy luôn nằm trong số tốt nhất. Nhưng Đại Hùng biết rất rõ, đây chỉ là một mong muốn ngông cuồng của bản thân trong tương lai đối với quá khứ. Để ngăn chặn nội tâm của Yusuke trở nên không thể nhận ra, Nobita đưa cậu bé ra phố tham quan xã hội cổ đại. Nhưng tôi đã thấy Shizuka ở đây, một khuôn mặt đẹp là sát thủ tự nhiên. Yusuke hiểu Nobita, biến mối tình đầu tiên gặp thành mối tình trọn đời. Nhưng đã lâu rồi tôi không thể tìm thấy nó. Câu trả lời cho việc biến Shizuka thành bà cô hay cằn nhằn, sự thật thường rất liều lĩnh. Sau khi Shizuka rời đi, Nobita gặp lại hai chồng hổ, chứng kiến bố tôi được đón về. Seonsuk khống chế F.A.T. Tiger bằng trái tay và chiến đấu giống như chơi cờ. Chúng ta cần đối thủ, chỉ khi chúng ta ngang tài ngang sức thì mới có được sự đánh giá cao của đối phương. Bằng cách này, Yusuke đã gia nhập đội bóng chạy của F.A.T. Tiger, và với sức mạnh đáng kể, trong thời gian và không gian này không thuộc về anh, giành được tràng pháo tay chỉ thuộc về anh. Đồng thời, bố Hùng cũng bắt đầu suy ngẫm xem lời nói gay gắt của mình có đúng không. Cậu lo lắng Nobita không đủ mạnh mẽ, sẽ để lại vết sẹo trên con đường thanh xuân. Đúng lúc anh định xin lỗi, Nobita và cả hai đã sử dụng cỗ máy thời gian và đi tới tương lai. Anh mắng Nobita tương lai vì đã quên tuổi thơ, ước mơ trở thành người cha hiểu biết. Nhưng đời thực thường đi ngược lại ước mơ. Khi bạn dần lớn lên, trong cuộc sống có rất nhiều thăng trầm. Đối với người không có một cuộc sống quá viên mãn, tôi không muốn Yusuke mắc phải những sai lầm tương tự như anh ấy đã làm. Anh cũng từng phẫn uất trước sự khắc nghiệt của cha mình hồi đó. Nhưng có nhiều điều bạn chỉ có thể làm được nếu đứng ngang hàng với người khác. Chỉ khi đó bạn mới có thể hiểu được ý định tốt của người khác. Mặc dù điều này đã được nói với Yusuke, nhưng nó cũng khiến Nobita hiểu được sự khó khăn của việc trưởng thành. Nobita trở về thời hiện đại, giải thích cho anh ấy rằng tương lai anh ấy sẽ gặp khó khăn như thế nào. Một khi Karen lấy lại được tự do khỏi sự trói buộc, tôi không bao giờ muốn quay lại cuộc sống cũ. Thấy sức mạnh của ngôn ngữ thật mong manh biết bao, cô bé Dora lặng lẽ bước vào cỗ máy thời gian. Anh ấy đã mang con của Yusuke về từ tương lai, và tôi học được từ miệng trẻ thơ. Yusuke tương lai, tôi cũng sống theo cách mà tôi ghét nhất. Mong muốn chung của các bậc cha mẹ hiện đại là hy vọng con cái mình sẽ thành công. Nhưng họ thường bỏ qua sự hồn nhiên, hạnh phúc của trẻ thơ suốt hơn chục năm qua. Bất thường, hy vọng con trai của bạn sẽ trở thành rồng. Nó không chỉ giết chết nhân cách và phẩm chất thật sự của trẻ, nó cũng buộc con cái phải đi vào con đường một chiều của sự nghiệp chính thức. Và bởi vì những niềm vui và nỗi buồn được dàn dựng bằng việc hy vọng rằng đứa trẻ sẽ trở thành một con rồng, nó không phải là hiếm. Nó có đáng được các bậc cha mẹ đương thời suy ngẫm không?